ngươi nên nhớ, nếu họ Trần ngươi mang lòng khác thì chiếc khăn tang này mùa, thì chiếc khăn tang này sẽ là khăn thắt cổ của ngươi. Rõ chưa? Dám dũng làm ngự nữ, nàng có buồn không? Đợi khi nàng mọi chuyện yên ổn, ta lại thưa với thái hậu phong cho nàng làm nguyên phi nhé. Đó đâu phải là điều hệ trọng thưa bệ hạ. Số phận của thần thiếp đã gắn liền với bệ hạ thì xin được chung vai gánh vác sơn hà. Bệ hạ, đất Lạc Châu nơi đây nhiều chứng khí, người hãy mau khỏe bệnh để về kinh đô dẫn lấy cơ đồ. Sao? Trở về kinh đô để giữ lấy cơ đồ à? Ngày cả mẫu hậu ta gì cũng liên kết với ông cậu ta là Đàm Sĩ Mông, thao túng triều đình ấy. Vậy nàng nói đi, ta biết dựa vào ai để giữ lấy cơ đồ. Bệ hạ,
dựa được vào ai, người hãy dựa vào chính bản thân mình. Dựa vào bản thân ta, ta dựa vào ta, ta dựa vào ta khác nào mình dựa vào bóng. Bóng kéo mình xuống cõi u minh thăm thẳm, đó là cõi chết. Đó là cõi chết, đó là cõi chết, nàng có hiểu không? Mẹ ạ, ta tình ấy mà hay mê, có khi như nhìn thấy hết tất cả mọi người đang vì sống ở ngay ta, khi đi u mê chẳng phân biệt mà để chẳng ghen, chẳng ghen chính vì nàng. Thể chạy trốn mãi như thế này được, người ta phải biết dựa vào ai, ta phải biết dựa vào ai trở lại kinh đô ngược trên ngai vàng mà chỉ vì trăm họ. Muôn tâu người làm vua, muốn thiên hạ quy phục, muốn giữ yên ngôi bóng thì phải gạt bỏ mọi thói hư tật xấu ở đời, không đắm đuối chơi bời, không ham muốn thanh sắc, không xây dựng cung điện đền đài nguy nga để làm tổn hại đến công sức của dân. Nay thấy bệ hạ bê trễ việc triều đình, thiếp lấy làm lo lắm. Mấy lời gan ruột xin dâng lên để bệ hạ lượng xét. Ta không làm được đâu, ta không làm được đâu, ta không làm được đâu. Bệ hạ, cứ như thế này, cứ như thế này thì triều đình nhà ngươi sẽ tan tháo. Bệ hạ, người hãy nhìn xem, núi sông khắc khoải đau thương. Nhưng nay thấy áo mười
vàng. Ta bỏ chạy để lại ngai vàng ở cung vua. Chắc giờ này đã có kẻ nào lấy mất. Toàn phường trộm cắp. Bệ hạ, ngai vàng không làm nên nhà vua, mà do chữ nhân, chữ đức, chữ trí, chữ dũng. Nào nói cứ như trong kinh sách, mà ta đây cũng chẳng cần. Bây giờ nàng Dung, ta chỉ muốn được làm một thượng dân. Miễn sao có nàng ở bên cạnh. Bệ hạ, không được. Người xưa có câu: lùi một bước biển rộng trời cao. Nay bệ hạ đã thế cùng lực tận, đem sức tàn mà chống đỡ ba nhà, đã không thu được lòng dân, lại thêm chúa quán. Bệ hạ, hay người hãy dựa hẳn vào một phe. Sao nàng lại quên chấm dùng họ Trần của nàng chứ gì? Vì họ Trần đã thu phục được lòng dân, mà các quan trong triều đều có ý ngưỡng vọng. Chính vì trong triều các quan ngưỡng vọng nên chấm mới e sợ. Bệ hạ, Không việc gì phải e sợ. Mô hồng, họ Trần đã là thông gia của hoàng tộc, có lẽ nào ta lại không tin tưởng. Xưa nay vì ta quá xem nét mà thành ra ác cảm đó thôi, không thấy được công lao của họ Trần đã một lòng giúp nước phò vua. Nay ta không dựa vào họ Trần để vực lại cơ đồ nhà Lý, thì ta còn biết dựa vào ai được nữa? Trần Ngự Nữ, dạ, đứng lên đi con. Dạ. Mấy năm qua ta đã thấy rõ được tấm lòng thành. Dù bị ta ghét bỏ, nhưng con vẫn nhẫn nhịn để phụng dưỡng đức vua. Ta khá khen cho con có tấm lòng trung thủy nhất. Dạ, đa tạ Thái hậu đã ban khen ạ. Kể từ nay, ta cho phép con được gọi ta là mẫu hậu. Nếu bệ hạ bằng lòng, ta sẽ phong cho con là thuận trinh phu nhân. Hai chữ thuận trinh con vừa ý chứ? Thuận trinh. Dạ, mẫu hậu lượng cả bao dung rộng lòng đại xá, con không biết lấy gì đền đáp ạ. Ta chỉ mong cho con hết lòng phụng sự đức vua, phụng sự nhà Lý. Mẫu hậu không ghét bỏ nàng ư? Tốt quá, thuận trinh.